Chào mừng bạn đến với kênh YouTube chính thức của Phạm Ngọc Anh. Hôm nay chúng ta sẽ đối diện với một câu hỏi rất khó mà tôi tin rằng video này sẽ thu hút hàng trăm ngàn lượt view trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vì đây là nỗi đau, đây là sự trăn trở, đây là một cái câu hỏi mà bạn sẽ phải mất nhiều năm để tìm được câu trả lời. Nhưng may mắn, nếu bạn đang xem video này, đặc biệt là các bạn trẻ ở độ tuổi trên dưới 30, thì các bạn sẽ có đáp án trong vòng 10 phút nữa. Câu hỏi rất đơn giản: liệu tôi có thể tự do tài chính với thu nhập còn có chỉ khoảng độ trên dưới 10 triệu một tháng hay không? Đáp án, câu trả lời của tôi là có thể. Tuy nhiên, trong đây nó có nhiều những cái hàm và những cái biến số. Tôi muốn dành ra ít phút để phân tích cùng với bạn. Thứ nhất, tự do tài chính tức là rất là thư giãn về tiền bạc, không phải đau đầu, stress, mệt mỏi theo đuổi nó, là một đích đến mà bất kỳ ai, tôi cho rằng, cũng có quyền xứng đáng được hưởng. Nhưng tự do tài chính sẽ luôn khác nhau với mỗi một người ở ngoài kia. Có những người tự do tài chính phải là có hàng trăm tỷ trong tài khoản, phải được tiêu nhiều tỷ và rất là xa xỉ. Có những người tự do tài chính có khi chỉ là mỗi một tháng không phải đi làm, thư giãn với những thú vui, thói quen và dành thời gian bên cạnh người thân, và có 100-200 triệu. Cũng có những người cuộc sống của họ đơn giản lắm, họ chi tiêu ở cấp độ rất thấp, bởi vì không phải họ chủ đích theo đuổi một cuộc sống bần tiện. Nhưng thực sự họ là những người theo chủ nghĩa, bạn đã bao giờ nghe về chủ nghĩa minimalism, chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa sống tối giản hay chưa? Những người này chỉ có 1-2 bộ quần áo, nhà cửa thì không có đồ đạc gì cả, và chi tiêu của họ tối thiểu. Với họ, có khi tôi biết nhiều cái tổ chức khác, nhiều những cái nhóm người khác trên thế giới, họ chỉ cần 500-700 đô một tháng họ cũng có thể sống được. Nhưng và quan trọng là đầu óc của họ hết sức thoải mái, họ không bị cưỡng ép là đang trong một trạng thái hết sức bần tiện. Hay ở Việt Nam 10-15 triệu cũng có thể được gọi là tự do. Vì vậy, bạn thân mến, tự do tài chính sẽ có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Và tôi trả lời cho bạn đáp án 10 triệu có thể tự do tài chính không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể, nhưng nó chỉ ở mức trung bình khá. Nào, chúng ta thử cùng phân tích nè. Và trong quá trình phân tích, tôi sẽ đưa thêm một số chiến lược, nó rất cụ thể. Nhưng tôi phải nói thêm một vài các giả định bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất, giả định hiện tại bạn bắt đầu với thu nhập là 10 triệu. Nhưng thu nhập của bạn phải được tăng đều đặn hàng năm. Bạn biết rồi, chỉ số lạm phát đâu đó chúng ta khoảng 5-10% một năm. Đấy là theo lý thuyết. Nhưng tôi cho rằng chúng ta cứ lấy một cái ngưỡng trung bình là chỉ số lạm phát của chúng ta là khoảng 10% một năm. Có nghĩa là những thứ bạn chi tiêu đủ với 10 triệu của năm nay thì sang năm 11 triệu nó mới đủ, vì mọi thứ đang tăng. Và luôn luôn là như thế. Vì vậy, đầu tiên tôi muốn nói về chỉ số tăng thu nhập trung bình của bạn. Nếu bạn đang có thu nhập 10 triệu hiện tại, tôi không đánh giá gì cả, vì đấy là đề bài chúng ta tạo ra ngay từ đầu. Nhưng bạn cần phải có một mục tiêu rất rõ ràng. Thu nhập của bạn mỗi năm phải tăng ít nhất là 20%. Hoặc nếu con số đẹp hoàn hảo, nó sẽ từ 20-50% tổng thu nhập của bạn mỗi năm. Có nghĩa là năm ngoái bạn thu nhập 10 triệu một tháng, năm nay thu nhập của bạn 12 triệu một tháng mới xứng. Tôi cho rằng đây là điều kiện rất quan trọng. Nhưng nếu bạn chỉ kiếm được 10 triệu giống như năm ngoái, 10 triệu giống như năm ngoái, thì con số chúng ta phân tích sẽ trở nên xa vời. Bạn đồng ý với tôi chứ? Vì vậy, bạn cần phải cố gắng hơn, học hỏi, hoàn thiện thêm một chút mỗi một năm, cố gắng thêm một chút mỗi một năm. Và những ai có nhiều tham vọng thì tôi gợi ý bạn hãy đến gặp sếp của mình và nói thẳng với họ: sếp ơi, làm thế nào để sau năm em được tăng lương ở mức 10%, 20%, 30%, 50%. Họ sẽ cho bạn những cái gạch đầu dòng và chi tiết gợi ý bạn cần phải làm thêm những gì, hoàn thiện những gì để có thể tăng thu nhập trong tương lai. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta với bài toán có thể tự do tài chính ở cấp độ 10 triệu hay không. Điều kiện đầu tiên, bạn cần phải tăng cái thu nhập của bạn mỗi một năm. Điều kiện thứ hai, khi tiền được đổ vào tài khoản hay khi bạn nhận tiền mặt, bạn phải, tôi xin nhấn mạnh, bạn phải, chắc chắn bạn phải bỏ sang một bên ít nhất là 10% thu nhập của mình.
Bạn không được phép làm gì. Bạn phải tự thề hứa đảm bảo với bản thân: tao thề tao không bao giờ động vào số tiền tao đã bỏ ra tiết kiệm. Bạn phải làm điều này. Bỏ ra 10% thu nhập. Con số đó là tối thiểu. Nếu bạn có nhiều tham vọng hơn, bạn có thể bỏ ra 20%. Theo như tôi tính toán, giả sử bạn sống một cuộc sống tương đối là bình dị, thì bạn có thể bỏ ra 20% thu nhập. Tức là nếu bạn có 10 triệu, bạn sẵn sàng bỏ ra 2 triệu. Bạn có đồng ý với tôi rằng việc này hoàn toàn có thể trong khả năng của bạn không? Nhưng với điều kiện, bạn đang hướng tới một ước mơ cao đẹp là tự do tài chính. Những người không có ước mơ, không có động cơ tiến tới, thì tôi nói với họ bỏ ra 1% thu nhập, chuyện đấy vẫn là xa xỉ với họ. Vì vậy, tôi đề nghị bạn hãy bỏ ra 20% thu nhập. Cứ kiếm được bao nhiêu bỏ ra 20% thu nhập. Và nếu năm sau thu nhập của bạn là 12 triệu một tháng, như theo công thức giả định của tôi, có nghĩa là 144 triệu một năm, bạn phải để dành được ra 20% của 144 triệu, tức là 28,8 triệu. Thưa bạn, 20% thu nhập bỏ ra hàng năm, và chỉ được phép tiêu pha 80% còn lại, và không được phép nợ nần, không được phép vay mượn gì thêm. Số tiền mà để ra bạn sẽ làm gì? Tôi nghĩ rằng là không quá khó khăn, không cần phải trí tuệ siêu việt. Bạn phải tìm ra giải pháp nào đó để cái số tiền này sẽ được hưởng 10% lợi nhuận mỗi một năm. Thưa bạn, có rất nhiều cách để có thể ra được 10% mỗi một năm. Gửi tiết kiệm ở những ngân hàng cổ phần hoặc mua trái phiếu phát hành. Có rất nhiều cách để bạn có thể tạo ra được 10% lợi nhuận một năm. Và theo bạn, bạn có thể đặt hàm Excel nếu bạn muốn. Bất kỳ khoản tiền nào đó bạn tiết kiệm ngày hôm nay, và với công thức là cứ 10% lợi nhuận một năm và sử dụng sức mạnh của đòn bẩy lãi suất kép, thì số tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi sau khoảng 8 năm. Thưa bạn, vì vậy nếu bạn tiết kiệm được 25 triệu năm nay thì nó sẽ thành 50 triệu của 8 năm nữa. Nếu bạn tiết kiệm được 100 triệu năm nay thì nó sẽ thành 200 triệu của 8 năm nữa. Mà bạn không phải đau đầu gì việc đầu tư hay sinh sôi nảy nở tiền, vẫn cứ đi làm thuê thật là chăm chỉ, chả sao cả, có tiền thì để dành, có tiền thì để dành, và kiểm soát chi tiêu trong phần tiền còn lại. Đó là chiến lược đơn giản mà bạn có thể thực hiện được chứ. Tôi tin rằng nếu bạn vẫn giữ ước mơ tự do tài chính sớm, không phải nghỉ hưu vất vả tuổi 60-70 như nhiều người, bạn cần phải tuân theo chiến lược này. Và nó hoàn toàn không khó. Và theo tính toán của tôi, nếu bạn kiên định với chiến lược này, thì ở năm thứ 12, năm thứ 15, bạn có thể kiếm được 1 tỷ đầu tiên của mình. Với một số người tốt, có thể là 1,5 tỷ, thưa bạn. Và một số người có thể được 2 tỷ. Nào, vậy tôi đặt cho bạn một mục tiêu: tiết kiệm 2 tỷ trong vòng 15 năm. Theo bạn, có khả thi không? Người ta có một cái câu nói: muốn ăn hết một con voi, hãy ăn từng miếng nhỏ. Tôi cho rằng nếu đặt mục tiêu tiết kiệm 2 tỷ trong vòng 15 năm và sử dụng cái lãi suất đòn bẩy để bạn cứ thế gửi liên tục, lãi năm sau được gộp lại với gốc của năm trước và được tính tiếp, thì bạn cần phải đồng ý với tôi rằng tiết kiệm 2 tỷ trong vòng 15 năm không có gì là khó. Và hãy tưởng tượng bạn đã có được 2 tỷ sau 15 năm. Khi đó, với lợi tức trung bình khoảng 10% một năm, bạn sẽ có 200 triệu một năm. Và số tiền của bạn vẫn còn nguyên, tức bạn sẽ có cỡ khoảng 17 triệu thu nhập một tháng. Nào, với vật giá và với khả năng chi tiêu của bạn, nếu mà stop công việc, nếu mà stop không đi làm nữa, theo bạn, bạn có thể sống được với khoảng 17 triệu một tháng hay không? Tôi cho rằng nếu bạn không có những mục tiêu cao xa và một cuộc sống ở tiêu chuẩn rất cao, thì bạn vẫn hoàn toàn có thể sống được với khoảng 17 triệu một tháng. Và ở trạng thái đó, người ta gọi bạn là tự do tài chính ở cấp độ 17 triệu một tháng. Đó có thể không phải là cấp độ xa xỉ giống như mục tiêu của nhiều người khác, nhưng nó vẫn thuộc phạm vi đạt được
tự do tài chính. Tôi vừa phân tích cho bạn thấy, rõ ràng việc tự do tài chính chỉ với thu nhập 10 triệu một tháng là hoàn toàn có thể. Và nếu bạn có thu nhập cao hơn 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu thì công thức của chúng ta vẫn tương tự. Nhưng chú ý, bí quyết ở đây là một mục tiêu rõ ràng với một số tiền rõ ràng và với sự kiên định thực thi liên tục bền bỉ với một mục tiêu bạn đã đặt ra ngay từ đầu. 15 năm nghe có vẻ là một quãng thời gian dài, nhưng nếu bạn bắt đầu nó từ năm 25 tuổi thì bạn sẽ đạt được một cột mốc tài chính bước đầu ở tuổi 40. Nó không phải tệ, bởi vì rất nhiều người ngoài kia ở tuổi 50 vẫn còn đang ngập đầu với nợ nần. Rất nhiều người 60 tuổi về hưu rồi vẫn còn đang rất là vất vả, long đong lận đận. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một câu hỏi tốt, và chiến lược vừa rồi chúng ta vừa bàn với nhau không phải là một chiến lược tồi. Nó hoàn toàn có thể thực hiện được và không cần đòi hỏi và một sự nỗ lực lớn về trí tuệ. Và nó là một sự lựa chọn của bạn. Nếu bạn thấy chiến lược này là khoa học và hoàn toàn khả thi thì rất nhiều người trên dưới 30 tuổi ngoài kia rất mong chờ để được tiếp cận chiến lược khoa học này. Vì vậy đừng ngại ngần, hãy like và share video này để có thể giúp được nhiều người hơn tiếp cận một chiến lược khoa học và vô cùng hiệu quả. Và nếu bạn muốn xem nhiều video khác tôi hướng dẫn chi tiết về các chiến lược để chiến thắng trò chơi tiền bạc, đừng quên nhấp nút đăng ký và nhấn nút hình quả chuông để có thể là những người đầu tiên theo dõi video mỗi khi tôi xuất bản. Cảm ơn bạn đã tập trung theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.